chúng tôi xin thông báo hiện tại trụ sở SCB đã hoạt động trở lại. Sau một thời gian ngừng hoạt động lâu dài thì bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và mở những cuộc thí nghiệm ra, cũng như là nghiên cứu về SCB. Cho nên tôi đang rất là cần các nhân viên tới đây làm việc cùng với chúng tôi. Nếu như các bạn muốn ứng tuyển trở thành một nhà khoa học về SCB thì hãy đến đây tìm với tôi. Hứa hẹn với các bạn đây là một công việc cực kỳ thú vị, việc nhẹ lương cao. Hãy đến đây tìm tôi nha. Gái đến đây ứng tuyển phải không? Ờ, dạ đúng rồi con tới đây để được xin việc làm ứng tuyển cho nhân viên của SCB của bên mình ạ. Rồi bây giờ cô cho tôi xem hồ sơ đi. Xem hồ sơ sao? Dạ vâng ạ, đây chính là ba lô mà con đựng hồ sơ bên trong đó. Cho gì bác tiến sĩ vô mở kiểm tra nha. Bằng cấp và lý lịch hợp lý. Được rồi, cô có thể làm việc tại đây. À, xin tự giới thiệu, tôi chính là tiến sĩ Ender, người phụ trách ở đây. Tiến cô sĩ Ender gì? Sao dạ? Còn con tên là Kemi, trong hồ sơ con ghi rõ ràng rồi đó, năm nay con 20 tuổi. Vậy là con đã đủ điều kiện để đựng đang ứng tuyển đúng không? Nhân viên, con có thể làm việc trong vòng tối nay luôn đó. Rất là thiếu nhân viên làm việc trong tối đó. Ui, vậy là bây giờ mình đã có được gì? Mình đã được chọn vô đây rồi đó mấy bạn ơi. Không, con ngờ vô đây dễ vậy luôn à. Nhưng mà con không có nhiều cái kiến thức kinh nghiệm về trên SCB á. Con về mặt tiến sĩ giúp con, chỉ cho con xíu nha. Yên tâm đi. Được rồi, dạ. Bây giờ cô về nhà chuẩn bị đi. Tối nay đến đây, tôi sẽ hướng dẫn công việc và cho cô vào làm luôn. Dạ, được rồi. Mừng của mấy bạn ơi, cuối cùng là mình cũng đã có được một công việc ổn định rồi. Còn đã hơn cái quán gà cá công tô của bỏ mấy lâu nay rồi mà không có vô nữa cho mấy bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi về để chờ tới tối thôi. Mình đã tới trụ sở CP rồi mấy bạn ơi, mình đang đợi bắt tiến sĩ và bắt tiến sĩ đã mất tiêu rồi ta. Mình tới đây rồi mà ông đâu mất tiêu. Tôi tới rồi. Được rồi, đúng lúc tôi đang cần. Dạ, bác cần gì vậy? Để có gì cậu phụ cho tụi bác tiến sĩ đang cần rồi, người đây giúp đỡ mấy bạn ơi. Việc cô. Không việc hiện sao? Tại, dạ, công việc đó là dạ. Chúng ta vừa hoạt động trở lại cho nên là chúng ta vừa đang thực hiện nghiên cứu của một con SCP. Thực hiện nghiên cứu? Ôi, bên này nè. Ui, cái này là SCP gì vậy? Sao tôi chỉ nó ngồi chung túc và dòng chậu đó, mang tên là SCP 096, là một loại SCP rất là nhạy cảm. Rất là nhạy cảm sao tuổi của SCP này là con gái phụ nữ hay gì mà sao nó nhạy cảm vậy trời? Để tôi giới thiệu cho. Hiện tại thì công việc của cô tối nay đó chính là canh giữ con SCP này đó. Thì con SCP này có đặc tính rất là hiền. Nếu như mà chúng ta không nhìn mặt nó thì nó dành hết thời gian của mình để ngồi trong góc tường như vậy đó. Cho nên là nó không có làm gì cô đâu. Ây, tạm đi. Ui, thiệt không vợ vậy đó. Mấy bác tiến sĩ mở cái này rồi chắc chắn là nó an toàn không? Bác tiến sĩ mở ra coi thử coi. Nhưng mà tôi có một cảnh báo. Cô, khi canh nó hãy cẩn thận, đừng có nhìn vào mặt của nó. Đừng có nhìn mặt nó, tội trời, mặt của con này nó sao vậy? Hay là nó không đẹp cho nên nó bị mắc cỡ vậy mấy bạn? Đó là đặc tính của nó. Bây giờ cô im lặng nghe tôi giới thiệu nè. Bây giờ cô không được nhìn vào mặt của nó cho dù bất kỳ hình thức nào, hình ảnh hay là camera. Nói chung là né nhìn mặt nó ra. Nếu không nó sẽ rất tức giận, trở nên điên cuồng bằng công ngô đó. Trời ơi trời, mấy cái này là đơn giản. Tại vì tôi đâu có tính nhiều chuyện đâu mấy bạn. Nếu giờ mình nhiều chuyện là mới tốt, cờ bờ tốt. Nghe đơn giản vậy đó. Cho nên là cô cố làm việc trong đêm nay nha. Nhưng mà còn một chuyện nữa. Tới 12 giờ cô hãy cho nó ăn, sau đó là dọn dẹp cái đống. 12 giờ cô hãy lại đây ấn cái nút này nè, là nó sẽ hạ thức ăn cho nó ăn. Vậy là công việc của mình ở đây mình canh nó, xong rồi canh đúng lúc 12 giờ mình là sẽ cho nó ăn, xong rồi dọn dẹp trường đúng không anh tiến sĩ? À đúng rồi. Rồi còn một điều quan trọng nữa là mình không được nhìn vô mặt của nó nữa mấy bạn ơi. Rồi, tốt lắm, tốt lắm. Mong một ngày làm việc của cô làm tốt nha. Bây giờ tôi giao lại cho cô đó, tôi đi về tan ca đây. Tạm biệt. Bye bye anh tiến sĩ. Dạ, trời ơi, vậy là công việc của mình chỉ đơn giản là mình canh của
SCP này, ôi trời đâu, của SCP này nó bị giống như là gì ta? Nó ngồi một góc mà nhìn nó như bị trầm cảm vậy mấy bạn. Mấy người mà bị trầm cảm người ta ngồi góc nó xong người ta im lặng, người ta không có trò chuyện với ai trơn á y chang. Ai mà con này nhìn cũng giống con người, nó có tay chân kìa. Hay mà giờ nó chán rồi, không lẽ giờ mình đứng đây mình canh của SCP nè. Thôi chắc mình kiếm cái gì đó mình làm trong đây mình nghỉ ngơi thôi mấy bạn ơi. Công việc mình cũng rất là nhàn nhã mà. Hợp piu. Trời ơi trời, thầy tắt tắt cái đó chua quá không nè bạn ơi. Trời ơi trời, là mình giật mình nè, mình đang ngủ ngon quá. Mà hình như là đây là 12 giờ tối rồi. Mình phải có công việc là mình phải cho con SCP này nó ăn mấy bạn ơi. Ui trời, mình ra đây mà nó vẫn còn ngồi ở đây khóc túc tiết vậy. Trời ơi trời, SCP này chậm chậm như lắm. Ôi hình như là mình nghe tiếng của SCP đúng không? Ôi kìa, nó đang gần khóc vậy bạn. Thôi tới giờ mình phải cho nó ăn mới được, được rồi mình ấn cái nút này. Ôi ở đằng sau kia nó có thể con heo. Ôi, trong cái máy đó, ra là nó đã có sẵn cái con heo rồi. Ui, cái con SCP này đó, con heo như đáng sợ thật sự. Trời ơi, con heo nó gớt cái máu rồi kìa. Hồi nãy giờ mình còn không thấy mặt của nó gán giấu cái mặt của nó kìa mấy bạn ơi. Mình không thấy mặt nó luôn, mặc dù là nó ăn con heo nhưng mà nó gán xay vô bên trong á. Ôi, ôi chứ nhưng mà bây giờ trong chuồng nó máu me, máu mét luôn rồi. Bây giờ mình phải canh nó ngủ tiếp đây được. Mình vô mình dọn chuồng mấy bạn ơi. Mấy con máu này me mét hết trường. Nhưng mà hồi nãy mình nhớ lại cái cảnh hàng thịt con heo như nó đáng sợ quá. Bây giờ không lẽ mình phải vô trong đó mình dọn dẹp cái đống máu này sao á? Ghê quá. Mình tưởng là công việc mình nó đơn giản lắm chứ. Nhưng mà mình phải chịu mấy bạn ơi. Mình phải vô trong đó dọn dẹp, đó là công việc của mình mà. Ghê quá. Mở cửa kìa. Phải đi từ từ thôi. Từ từ mình phải dọn dẹp cái đống máu này mấy bạn ơi. Đập. Mình phải dọn cái đống này mấy bạn ơi. Máu me mét. Nó ăn xong rồi nó chạy tay máu me. Nó chạy lên trên tường kìa. Bây giờ mình phải dọn dẹp. Mình ý quá.
vừa vào đã giao cho cô một công việc khá là nguy hiểm như vậy rồi. Dạ sao vậy? Giờ chị kể sao các ơi? Dạ thôi, mục tiêu thí nghiệm lần này phải tiêu diệt nó mất rồi. Thôi mà không cần làm sao nữa đâu. Chắc là cô không hợp với công việc này đâu. Tôi cần phải tuyển người nào đó nghiêm khắc hơn và kiểm tra xem kỹ lại mới được. Vậy là cô không còn trong công việc này nữa hả bác tiến sĩ? Coi như cô về đi, không cần phải đền bù gì cả. Chị Lê hết rồi công việc này. Là chị đi xin việc làm đây hả? Trời ơi. Nhưng mà bây giờ chị tao bị đuổi luôn. Kệ chị ơi, né công việc này đi, công việc này nguy hiểm lắm. Nhưng mà chị ơi, về đi rồi, công việc luôn với mẹ.